Xin chào tất cả mọi người nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ kênh mình trong thời gian đã qua. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái combo chuẩn bị tướng Violet và cái phần đầu tiên là về phần bán ngọc. Chúng ta sẽ lên một cái lượng, đó là lượng tỷ lệ chiến mạng cũng như là sát thương chiến mạng cho bán ngọc đỏ nha, 10 viên cho mình. Và về phần bán ngọc tím, chúng ta sẽ lên 10 viên cho tốc đánh và tốc chạy. Và về phần bán ngọc lục, đó chính là công vật lý và xiên giáp, 10 viên luôn nhé. Đó chính là về phần bán ngọc cho Violet trong những cái mùa mới này. Và về phần build đồ thì mình sẽ chia vào phần đi lên và phần đi rừng. Và phần đi lên thì chúng ta sẽ lên một cái suất đầu tiên là thanh kiếm cho mình nha, để nhận thêm công vật lý cũng như là 25% tỷ lệ chi mạng. Và số thứ hai là một cái đôi giày du mục để nhận tốc đánh cũng như là tốc chạy nội tài. Và cái số thứ ba đó chính là một cái thương xuyên phá. Cái số thứ tư đó là một cái nanh Phoenix để nhận thêm công vật lý khá là cao để chinh phạt đối thủ khi mà cái lượng máu dưới 50% gây sát thương là 30% sát thương nội tại. Và một cái số thứ năm đó chính là một cái cung tà ma siêu hút máu nha. Và cuối cùng là một cái phức hợp kiếm cho build Violet đi lên. Và cái phần mà đi rừng thì chúng ta sẽ lên cái món đi rừng đầu tiên, đó là cung bảo tố tốc đánh đi rừng để nhận thêm công vật lý nè, tốc đánh và 10% hút máu. Cái shop thứ hai là giày du mục nhé, và tương tự là thương xuyên phá nè, phục hồi kiếm nè, thanh kiếm nè và nan phoenix. Và để combo với bản ngọc và build đồ thì chúng ta sẽ có phù hiệu nè, phù khổng mang, thành cẩn nguyên, phù hiệu trung tâm là ma chú. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình xem video clip của mình. Chúc mọi người dồi dào sức khỏe qua thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp mọi người trong những cái video clip sau. Và đừng quên để lại nút like, nút đăng ký cũng như là cái comment nha mọi người.